Xin kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng tôi quay trở lại trong chương trình Hát Thánh Vịnh Đáp Ca ngày Chủ Nhật và Lễ Trọng. Hôm nay xin được chia sẻ với quý vị và các bạn Thánh Vịnh 22, Chúa là Mục Tử. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng nghe qua một lần. Chính là Mục Tử chân dẫn tôi, nên tôi chẳng còn sợ hãi lo lắng gì. Trên cánh đồng cỏ xanh, Người cho tôi nghỉ ngơi. Trên những dòng suối mát, thỏa cơn khát dương nuôi hồn tôi. Lạy Chúa, Người đã dẫn con đi trên nẻo đường ngay chính. Dù qua lũng âm u con sợ chi khốn cùng, vì có Chúa ở cùng con, trưởng thành Chúa bảo vệ bước chân con. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe âm hưởng của tâm tình Thánh Vịnh 22. Và bây giờ xin mời quý vị cùng các bạn cùng hát với anh chị em ca đoàn giáo họ Phúc Nguyên. Chúa chính là Mục Tử chân dẫn tôi, nên tôi chẳng còn sợ hãi lo lắng gì. Trên cánh đồng cỏ xanh, Người cho tôi nghỉ ngơi. Trên những dòng suối mát, thỏa cơn khát dương nuôi hồn tôi. Lạy Chúa, con sợ chi khốn cùng, vì có Chúa ở cùng con, trưởng thành Chúa bảo vệ bước chân con. Chúa chính là Mục Tử chân dẫn tôi, nên tôi chẳng còn sợ hãi lo lắng gì. Trên cánh đồng cỏ xanh, Người cho tôi nghỉ ngơi. Trên những dòng suối mát, thỏa cơn khát dương nuôi hồn tôi. Lạy Chúa, Người dọn sẵn cho con đầy tiệc mừng vui thoa. Dù ngày trước quân canh kẻ thù vây tứ bề, đầu con Chúa xưng dầu thơm, Ngài đã rón cho đầy chén vui say. Chúa chính là Mục Tử chân dẫn tôi, nên tôi chẳng còn sợ hãi lo lắng gì. Trên cánh đồng cỏ xanh, Người cho tôi nghỉ ngơi. Trên những dòng suối mát, thỏa cơn khát dương nuôi hồn tôi. Lạy Chúa, tình yêu Chúa
gì. Trên cánh đồng cỏ xanh, người cho tôi nghỉ ngơi. Trên những dòng suối mát, qua cơn cơn sương nuôi hồn tôi. Quý vị vừa lắng nghe tâm tình của Thánh Vịnh 22, Chúa chính là Mục Tử, qua phần thể hiện của anh chị em ca đoàn Giáo họ Phúc Nguyên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.